Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính chào gia đình Thế Giới Hộ Niệm. Con kính thưa thầy Diệu Âm, con xin hỏi câu hỏi này cho một bạn đồng tu. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con có một ca hộ niệm người bệnh là một đồng tu sinh hoạt lâu năm với đạo tràng, nhưng gia đình của người bệnh không chấp nhận lời di chúc của người bệnh, họ hủy bỏ tờ di chúc và không muốn gặp ban hộ niệm. Chúng con xin thầy Diệu Âm chỉ cho chúng con biết chúng con phải làm gì để giúp vị đồng tu này ạ. Con xin cảm ơn cảm niệm công đức của thầy Diệu Âm và ban tổ chức. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu mà vị đồng tu này đang ở trong cái tư thế hộ niệm thì thực sự vị đồng tu này đang vướng phải cái ách nạn khá nặng đấy. Còn nếu là vị đồng tu này còn đang tỉnh táo, đang đi tu thì mình còn có thời gian từ từ giải quyết. Xin thưa với chư vị, cái nạn gia đình vô cùng căm go, thực sự căm go lắm đấy. Pháp môn niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chính Đức Thế Tôn đã xác định đây là một cái pháp rất khó tin, vô cùng khó tin. Thì trên thế gian này tìm một gia đình từ trên tới dưới tin pháp niệm Phật vãng sanh hơi khó đấy. Cho nên trong một gia đình nào mà từ trên tới dưới hoàn toàn tin tưởng, thực sự là chư vị đang ở trong một cái cảnh gọi là đại phước mà không hay. Còn nếu mà gia đình không tin thì xin thưa chúng ta phải chuẩn bị. Ở đây nói rằng là một ca hộ niệm và vị đồng tu này đã làm tờ di chúc mà gia đình không tin thì thực sự đang ở trong tình trạng hộ niệm mà gia đình không tin, đây là một vấn đề thực sự là khó giải. Nếu người đồng tu này không ở chung với gia đình, có nghĩa là thí dụ anh em cha mẹ ở riêng, người này có cái gia đình riêng thì có vấn đề dễ giải một chút. Còn nếu thực sự đồng tu này đã bị chi phối bởi gia đình, nghĩa là đang ở trong gia đình mà gia đình không chấp nhận ban hộ niệm, thì không ai dám bước vào nhà của mình để hộ niệm cho mình. Cái đây là thực sự Phật pháp không thể vượt qua thế gian pháp khi còn ở trong thế gian này. Chính vì thế mà phải xin với vị đồng tu này làm tờ di chúc lại, làm cho vững vàng, quyết nói những lời rất là thẳng thắn, vang lạy xin xó gì đó để cho gia đình chấp nhận sự hộ niệm, thì ban hộ niệm mới vào giúp đỡ cho mình được. Còn nếu thực sự gia đình quyết lòng chống đối thì ban hộ niệm cũng đành buông tay, không biết làm sao được. Lúc đó thì chính mình phải quyết lòng tu hành. Nếu mà thực hiện được đến cái chỗ mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì có thể vượt qua ách nạn của gia đình. Còn nếu không thì đây là một cánh khổ. Nếu trong trường hợp mà có gia đình đồng tu lên đây để cho dậm nói vài lời thì nó hay vô cùng. Dậm khuyên chư vị phải tin đi để mà cứu lẫn nhau. Nếu thực sự ở nước ngoài, thường thường cái tờ di chúc gọi là cái last wish của cái người đó, tức là cái nguyện vọng cuối cùng của một người, chúng ta phải tôn trọng. Luật pháp cũng tôn trọng luôn, ngay cả gia đình vợ con chồng con cũng. Nếu mà chúng ta là chạy theo khoa học, người văn minh thì nhất định dù là vợ là chồng là con là cái gì đó, mà cái nguyện vọng cuối cùng của họ nhất định phải tôn trọng. Luật pháp cũng phải tôn trọng cái gọi là cái yêu cầu cuối cùng của một con người khi xả bỏ báo thân. Nếu mà cái người này quyết lòng
Nói rằng là ước nguyện cuối cùng của tôi là niệm câu A Di Đà Phật. Cần một số người hộ niệm tới niệm Phật cho tôi. Đừng để tôi chết trong bệnh viện. Khi tôi chết như vậy, gia đình không được khóc lóc, không được đụng chạm, không được coi ngày coi giờ, không được ồn ào náo loạn. Tất cả những cái ước nguyện cuối cùng gì đó mình ghi rõ ràng ra. Thì xin thưa với chư vị, nếu mà gia đình gọi là gia đình có văn hóa, hiểu biết, thì phải chấp nhận dẫu đúng dẫu sai gì cũng được, mà đây là ước nguyện cuối cùng của một người, bắt buộc ta phải tôn trọng. Có những người ta ra cho chốt khi tôi chết là phải làm cái gì đó gì đó. Nếu mình biết thương yêu thực sự mà thành tâm quan hoài cho người ra đi, thì chúng ta phải đáp ứng đúng cái nhu cầu của họ. Đó là người có nghĩa, có tình. Còn nếu chúng ta ép buộc những người ra đi không làm đúng theo ý nguyện của ra đi, thì xin thưa với chư vị, chúng ta đã biến tình thương thành oán hận. Chúng ta biến tình cảm thành nỗi đau khổ. Chúng ta đã đánh mất cả một cái huệ mạng của người đó. Dẫu chư vị có tin niệm Phật vãng sanh hay không, không biết. Chỉ còn chư vị làm mất lòng, chỉ vì làm sai ý của một người sắp sửa xả bỏ bao tâm, là cả một vấn đề mà có như vô cùng đáng trách. Vô cùng đáng trách. Xin thưa thẳng với chư vị. Cho nên nếu mà mình có một cái chút học thức, thì chúng ta còn làm sao giúp cho người ra đi họ thỏa mãn được những ý nguyện của họ. Nếu vị đồng tu này nó quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, nếu chư vị không tin thì ít ra gì chư vị cũng đừng phá hoại ý nguyện của họ, để cho họ ra đi trong cái vui vẻ, trong thoải mái. Đó là chúng ta làm tròn cái phận sự của một người thân bằng quyến thuộc với nhau. Nếu mà chư vị cưỡng bức người ra đi, không cho người ta làm đúng ý nguyện của họ, thực sự tội nghiệp cho họ. Và cái nhân quả này sau cùng chính ta cũng chịu lấy. Cho nên cái trường hợp ca hộ niệm này, xin chư vị nói lại với cái người đó, hãy làm tờ giấy chúc lại vững vàng và họp gia đình lại, để cho mong gia đình tôn trọng ý nguyện của người ra đi, để họ vui vẻ ra đi. Nói như vậy là đủ rồi, chứ đừng nói hộ niệm vãng sanh làm chi cho nhiều khi xa vời quá. Nói người hộ niệm duy ra từng mục từng mục. Tôi muốn làm một số người tới bên cạnh tôi, an ủi tôi, vỗ về tôi, niệm Phật hộ niệm cho tôi. Tôi yêu cầu gia đình không được cản ngăn, không được phá đám. Tin hay không gì không cần biết, chỉ cần là thực tế đừng phá, đừng cản ngăn, để cho có dịp ban hộ niệm làm việc là được rồi. Chúng ta chỉ đưa như vậy. Thì khi mà ban hộ, khi mà gia đình không phá, không ngăn cản, thì ban hộ niệm còn có thể tiếp cận bên cạnh và thành tâm hộ niệm cầu Phật gia trì, hy vọng người đó có thể vãng sanh. Còn không thì khó lắm đấy chư vị. A Di Đà Phật. Chúng ta xin được tâm cảm ơn công đức của Đạo Cư Sĩ Diệu Âm, cảm ơn công đức của Phương Trang đã có cái câu hỏi rất là cụ thể, vô cùng là hữu ích. Vì đây cũng là một cái đại sơ suất của người chúng, của các chư vị đồng tu chúng ta. Nếu chúng ta có những sơ suất này, nếu gia đình của chúng ta có những sơ suất này, thì chính mình gây khó khăn cho nhau vậy. Chính mình là những người phá đổ cái cơ đồ vãng sanh của người thân của mình vậy. Nam mô A Di Đà Phật.